Đình Tú và Hogger kém 5 tuổi lộ bằng chứng yêu đương rõ mồn một, lần này khó lòng chối cãi. Vậy là thuyền Đình Tú với đàn em kém 5 tuổi đã chính thức cập bến. Sau mối tình đẹp với Hương Giang, Đình Tú vướng tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nhân tài sắc như Huyền Ly Di, Ngọc Huyền, Quỳnh Cung. Mới đây, dân tình soi được bằng chứng hẹn hò không thể chối cãi giữa Đình Tú với đàn em kém 5 tuổi. Phải chăng, sau nỗ lực của netizen, thuyền đã chính thức cập bến? Mỹ nhân đang bị đồn yêu đương với Đình Tú là Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền, tân binh của vũ trụ phim ảnh VTV. Mới đây, Đình Tú chia sẻ bộ ảnh cực đẹp trên xe buýt 2 tầng. Nam diễn viên diện đồ cực phong cách, mang đậm hơi thở thanh xuân. Không cần phải vội vã, cảnh đẹp nhất luôn ở trên đường đi, Đình Tú viết. Bên dưới phần bình luận, khán giả dành mưa lời khen cho vẻ ngoài điển trai của sao nam thương ngày nắng về. So với hồi mới vào nghề, Đình Tú ngày một phong độ, trẻ trung, khả năng e bắn kỳ ảnh không thua gì người mẫu chuyên nghiệp. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng bàn tán nếu cư dân mạng không soi được điểm đặc biệt trong bộ ảnh của Đình Tú. Theo đó, cách đây khoảng 3 tuần, diễn viên Ngọc Huyền cũng chia sẻ bộ ảnh tương tự, với cùng một bối cảnh, góc chụp. Chính Đình Tú thời điểm đó cũng góp vui dưới bài đăng của đàn em, tôi chụp buýt hôm nào đấy, đây cũng có bộ ảnh xe buýt y hệt luôn, Đình Tú viết bên dưới bài đăng của đồng nghiệp. Sau 3 tuần kể từ khi Ngọc Huyền đăng ảnh, Đình Tú chia sẻ bộ ảnh y hệt. Điều này khiến dân tình náo loạn, cho rằng cả hai đang hẹn hò yêu đương. Giữa làn sóng bàn luận của dân mạng, cặp đôi vẫn thoải mái tương tác với nhau, không lên tiếng về chuyện hẹn hò. Mặt khác, một số ý kiến lại nghĩ cả hai là bạn bè thân thiết, việc chụp ảnh giống nhau chỉ là sự trùng hợp. Trước đó, Đình Tú nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò Ngọc Huyền. Cả hai bị bắt gặp y check-in ở các địa điểm giống nhau. Có lần, Ngọc Huyền còn tay trong tay với Đình Tú tại một sự kiện công khai. Dù chính chủ một mực im lặng, dân mạng vẫn tích cực ở đẩy thuyền y vì sự đẹp đôi, thân thiết của cả hai. Đình Tú sinh năm 1992 quê ở Bắc Ninh, nổi tiếng qua các tựa phim Thương Ngày Nắng Về, Cả Một Đời Ân Oán, Hướng Dương Ngược Nắng. Còn Ngọc Huyền sinh năm 1997, được mệnh danh là Y Hogger Đồng Phục Lê hay Y Hogger Sư Phạm. Nữ diễn viên trẻ gây chú ý qua các dự án Gara Hạnh Phúc, Chúng Ta Của 8 Năm Sau. Hiện hai ngôi sao đình đám VFC đều đang độc thân.